Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, share, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Váy catwalk của Mai Phương được nhà thiết kế tặng lại cho con gái Lavi. Sau hơn một tuần diễn ra đấu giá, với nhiều bất ngờ, nhà thiết kế Đức Vinci quyết định cất giữ chiếc váy mà Mai Phương từng trình diễn trong show của anh, để đến khi Lavi đủ 18 tuổi sẽ tặng lại cho bé. Đức Vinci chia sẻ, hồi tháng 4 năm 2019, dù đang trong cơn bạo bệnh nhưng Mai Phương vẫn cố gắng tham gia diễn mở màn bộ sưu tập xuân hè 2019 của anh. Tinh thần và nghị lực của Phương khiến nhà thiết kế luôn cảm thấy ngưỡng mộ và trân trọng. Khi Mai Phương qua đời, anh quyết định đấu giá công khai chiếc váy trên trang cá nhân để quyên tiền lo cho bé Lavi, vì hiểu mong ước lớn nhất của cố diễn viên là muốn con gái được sống bình an, phát triển một cách toàn diện. Khi biết được tâm nguyện của Phương, Đức đã quyết định tổ chức đấu giá chiếc váy của Mai Phương từng mặc để gây quỹ, mở tài khoản cho bé Lavi. Chính Phương từng cho biết em ấy rất yêu thích chiếc váy này, Đức cũng dành nhiều tâm huyết thực hiện trong vòng 30 ngày. Vì vậy Đức nghĩ việc làm của mình vô cùng ý nghĩa và trên hết là giúp đỡ được bé Lavi. Ban đầu, Đức dự định sẽ tổ chức một chương trình âm nhạc để kêu gọi đấu giá với mong muốn chiếc váy được trả với giá cao nhất có thể. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 nên Đức và các cộng sự quyết định bán đấu giá online, anh chia sẻ. Bắt đầu đấu giá công khai trên Facebook từ ngày 1 tháng 4, nhà thiết kế nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ mọi người trong và ngoài nước. Từ 12 triệu lên 35 triệu, rồi 110 triệu, và sau đó là 120 triệu đồng được trả cho chiếc váy. Người đưa ra giá 120 triệu đã đặt cọc cho anh 12 triệu đồng. Tuy nhiên vì lý do cá nhân, người này đã nhắn tin báo hủy, gửi lời xin lỗi và xin phép gửi 12 triệu đã đặt cọc vào quỹ của Ốc Thanh Vân để giúp đỡ cho bé Lavi. Các bạn đấu giá trước đó cũng báo hủy. Đức không hiểu lý do vì sao, nhưng bản thân tôn trọng các quyết định của các bạn. Trong chuyện này, Đức cũng không muốn đánh giá hay suy nghĩ gì nhiều, vì cái chính là cái tâm làm việc thiện của mỗi người. Nếu bạn không muốn tiếp tục thì mình cũng vui vẻ đón nhận, chứ không muốn ai phải khó xử. Nên mong mọi người cũng thông cảm cho các bạn. Đây là lần đầu Đức đưa ra đấu giá online công khai, nên không tránh được nhiều sai sót và sự cố không lường trước. Vì vậy, Đức cũng xin được rút kinh nghiệm trong chuyện này, anh nói. Tính tới nay, số tiền anh nhận từ những mạnh thường quân đã ủng hộ trong việc đấu giá, tuy không thành nhưng vẫn đóng góp cho con gái Mai Phương khoảng 60 triệu đồng. Nhà thiết kế đã chuyển số tiền này vào tài khoản Ốc Thanh Vân, đồng thời quyết định chiếc váy sẽ để lại cho Lavi. Tôi thấy mọi chuyện cứ như là duyên vậy. Mai Phương sinh thời rất thích chiếc váy cô ấy diễn, lúc đó giá để làm ra nó là 45 triệu. Cô ấy từng mong có thể sở hữu. Nay chiếc váy đã thuộc về người Mai Phương yêu nhất, tôi nghĩ cô ấy nếu biết sẽ rất vui, Đức Vinci trải lòng. Bé Lavi sinh năm 2013, hơn 10 năm nữa bé sẽ nhận được món quà này. Để bảo quản chiếc váy cho tốt, tôi dự định sẽ đóng gói hút chân không và cất giữ nó trong một góc riêng. Bởi phần dễ bị ảnh hưởng nhất đó chính là nước màu của đá, kim sa, cườm. Nếu để lâu ngày trong không khí, nó sẽ ngả màu chuyển qua màu đen. Nên việc bảo quản trong thời gian 10 năm phải thật sự kỹ, nhà thiết kế chia sẻ thêm. Nguyên Vũ công khai xin lỗi vì từng trách móc Phùng Ngọc Huy vụ nuôi con. Nguyên Vũ mong Phùng Ngọc Huy không buồn vì những lời nói có phần nặng nhẹ của anh. Nam ca sĩ khẳng định điều đó xuất phát từ tình thương dành cho bé Lavi. Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc được toàn quyền nuôi dưỡng bé Lavi. Cụ thể, nam diễn viên Cổng Mặt Trời cho hay Huy đã được thừa nhận là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé Thiên Như, tên thật của Lavi. Do chưa thể về Việt Nam trong lúc này, Huy đã nhờ ba mẹ lui tới chăm nom cho Lavi. Đồng thời, để giữ cho cuộc sống của Lavi không bị quá nhiều xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc, bé Lavi tạm thời vẫn do hai cô bảo mẫu trực tiếp chăm sóc. Bài viết của Phùng Ngọc Huy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận và một số đồng nghiệp như Ốc Thanh Vân, Lâm Khánh Chi, Đỗ Mạnh Cường. Nhiều khán giả thở phào nhẹ nhõm khi hay tin nam diễn viên được toàn quyền nuôi con. Trong đó, đáng chú ý là dòng bình luận của ca sĩ Nguyên Vũ khi anh công khai xin lỗi đàn em vì trước đó đã có những lời lẽ nặng nề. Nam ca sĩ viết, vui và chúc mừng em. Mong cha con sớm đoàn tụ. Hôm bữa anh nói chuyện điện thoại với em, nếu có lời nào nặng nhẹ, em đừng buồn nhé. Chia sẻ của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Được biết trước đó, Nguyên Vũ từng có dòng bình luận có phần trách móc Phùng Ngọc Huy về việc chăm sóc con gái. Cụ thể anh viết, anh không biết em vì lý do gì không thể về thăm em ấy dù chỉ một lần, chắc chắn có điều gì đó khó xử mà em không thể giải bày, điều này có thể hiểu và có thể thông cảm. Nhưng thương con gái của em quá, mong cháu được sống trong yêu thương, đùm bọc của bên ngoại và cả bên nội. Mong em sẽ bù đắp, hy sinh và dành tình cảm thật nhiều cho đứa con bé bỏng của mình.
mạnh dạn, trách nhiệm và đừng hèn nhát được không, Phùng Ngọc Huy. Thậm chí, nam ca sĩ cho biết, anh còn gọi điện trực tiếp sang để bàn bạc phương án giải quyết cùng đàn em. Liên quan đến Lavi, bên cạnh việc thông báo được toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái, Phùng Ngọc Huy mong mọi người đừng quên góp ủng hộ cho bé. Nam ca sĩ thẳng thắn, bé Lavi đã nhận được quá nhiều yêu thương rồi, Huy xin trân trọng. Huy đủ khả năng lo cho con gái của mình. Số tiền đã quyên góp được sẽ giao hết cho ốc Thanh Vân để thành lập một tài khoản riêng cho bé Lavi và sẽ do con toàn quyền quyết định khi con 18 tuổi. Một lần nữa, Huy xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã giúp Huy chăm sóc bé Lavi, những người đã yêu thương và quan tâm đến bé Lavi và Mai Phương. Hình ảnh mới nhất của con gái Mai Phương, bạn thân còn tiết lộ khả năng phát triển trong tương lai của bé. Lavi trong hình ảnh mới nhất rất vui vẻ và hồn nhiên, bạn thân Mai Phương cho biết hiện tại bé vẫn an toàn. Theo như chia sẻ, nhiều bạn bè inbox cho Taka về nhiều link phản pháo của gia đình sau bài viết Taka đăng tải. Mình sẽ nói đơn giản thế này. 1. Hiện tại Lavi đang tạm thời an toàn. 2. Về những gì đã đăng, Taka sẽ không xóa và sẽ hỗ trợ hết mình cho chính quyền khi cần hỗ trợ thông tin điều tra. Một thông tin nữa là vì sao Trương Bảo Như đến nhà. Phương đã gọi 113 để cầu cứu, nhưng không được nên mới gọi Như báo cảnh sát qua cứu để đưa Phương trở lại bệnh viện. Nếu thực sự Phương không có vấn đề, thì vì sao ông bà 12 cản không cho Như vào? Và nếu không vấn đề, thì Phương đã không gọi điện nhờ bạn đến cứu. 3. Về phía ông bà, nếu các bạn đọc kỹ bài post trước, thì Taka thậm chí còn khuyên Phương đi thử hội thánh 1-2 lần, để gia đình bớt căng thẳng và gia đình có thể vui vẻ hơn những ngày cuối đời. Về cơ bản thì ông bà cũng yêu con cháu, chứ không phải không, nhưng sự cuồng tín đã đẩy câu chuyện đi quá xa. Nói thêm là Taka hoàn toàn không bài xích bất kỳ tôn giáo nào nếu tôn giáo hướng thiện và giúp con người sống tốt hơn. Nhưng nếu sự mê tín và cuồng tín làm con người ta không còn hướng thiện thì nên coi lại. Mong muốn không phải là cướp con khỏi tay ông bà vì ông bà cũng đã mất con, giờ mất cháu cũng rất tội, nhưng hội thánh cần được chính quyền vào cuộc xem có thuộc cộng đồng tôn giáo công nhận không và nếu thực sự ông bà cuồng tín thì cần chữa bệnh. Nên mong muốn đưa Lavi cho gia đình khác để con được an toàn và phát triển bình thường là nguyện vọng của Phương. Đương nhiên, ông bà vẫn có thể đến thăm mỗi tuần, hoặc gọi điện mỗi ngày, đến khi ông bà thực sự bình tĩnh trở lại. Lavi rất thích vẽ và hội họa, nạn tượng, tô màu, nên nếu được học ở trường quốc tế, mà cô Úc xin tài trợ đến năm 18 tuổi, thì con rất có nhiều khả năng phát triển theo ngành thiết kế đồ họa. Còn nếu như lời bà nói, sẽ cho con nghỉ học để vào học trong hội thánh, thì quá tội cho tương lai của đứa nhỏ. Đây là lần cuối cùng, Taka lên tiếng về vấn đề này, không đưa thêm bất kỳ bình luận nào và xin từ chối trả lời phỏng vấn từ toàn thể báo chí, vì mình không có nhu cầu nổi tiếng. Còn thông tin mà mình đưa ra, có tính xác thực hay không? Mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ hỗ trợ hết mình nếu công an cần thu thập thêm bằng chứng để điều tra. Mình yên nhé Lavi, mọi người vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con gái. Phùng Ngọc Huy sẽ không lấy vợ sau khi Mai Phương qua đời. Kể từ khi Mai Phương qua đời, những thông tin bên lề về gia đình, bạn bè cô trở thành đề tài khiến cộng đồng mạng chú ý. Nhất cử nhất động của tình cũ Mai Phương, Phùng Ngọc Huy bị dòm ngó rất nhiều. Nam ca sĩ hiểu điều đó, nên hạn chế chia sẻ, trở nên khá kín tiếng. Tuy nhiên, chia sẻ mới đây của Đan Kim, bạn gái tin đồn ở Mỹ của Phùng Ngọc Huy, cho thấy anh chàng rất nặng lòng với Mai Phương. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Đan Kim than thở về tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Điều đáng chú ý là dưới phần bình luận khi được hỏi khi nào sẽ tổ chức đám cưới với Phùng Ngọc Huy, Đan Kim thành thật nói, dạ, Huy yêu Mai Phương và mãi mãi không cưới ai đâu. Bạn không cần hỏi. Trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, chia sẻ của Đan Kim khiến dư luận rất bất ngờ. Đáp lại, cộng đồng mạng phản ứng khá trái ngược. Có người cho rằng Đan Kim hiểu chuyện, không muốn bị người khác bàn tán. Tuy nhiên, cũng có ý kiến mỉa mai nữ ca sĩ đang cư xử kém sang, không nên nhắc đến người đã khuất. Những bình luận chỉ ra, Đan Kim đang giả tạo bởi trước đây cô từng thẳng thừng tuyên bố cướp Phùng Ngọc Huy và không ngần ngại gọi anh là chồng. Cũng phải nói thêm, từ khi Mai Phương qua đời, Đan Kim thường hay chia sẻ về Phùng Ngọc Huy và tình hình của nam ca sĩ trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng tỏ ra không hài lòng vì cô nàng đang phát ngôn thay tình cũ của Mai Phương và cố gây sự chú ý. Đáp lại, Đan Kim cho biết cô chỉ đang muốn giúp Phùng Ngọc Huy giành quyền nuôi con, khẳng định mình không có ý xấu và không muốn giật chồng của ai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh.